xuyên tâm lệnh thì nó sẽ cộng thêm 150 xuyên giáp phép nha anh em. À, thì nó những cái việc tướng máu mỏng thì đa pha này thì mình tiêu diệt được hai mạng rồi anh em, vui khá là hay. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HT Game 76. Thì anh em đang tìm kiếm cách chơi cách lên đồ phù hiệu và ngọc chuẩn và mạnh nhất của vị tướng Crazy. Thì hôm nay mình chơi vị tướng Crazy và hướng dẫn chi tiết nhất từ A đến Z cho anh em nhé. Đấy, thì pha này thì mình tung cái chi một nữa là mình kiếm cái double kill cái coi đó, anh em thấy gì không, nhẹ nhàng tinh cỏm là ship em về anh ạ. Ui sao anh không ship em về, rồi xong anh luôn rồi anh giết ạ. Tự nhiên anh thả anh ôm con xong anh thả giữa đường thế thì thôi toàn ngay, rồi anh quay trở lại nó giết luôn. Bây giờ đó thôi, nói anh về để nói, trời ơi vừa mới nói xong luôn thì bị tướng chiêu nó ăn luôn hai mạng mình với giết rồi anh em. Mình vừa mới chơi cái bão lá thì mình ăn được hai mạng của team bạn, cuối cùng mà trả lại hết cho vị tướng diêu của team bạn là anh em. Đấy thì đối với vị tướng Crazy này là một vị tướng mid cực kỳ mạnh luôn anh em. Chấm thêm thân điểm thì vị tướng Crazy này khoảng là 8 điểm trên 10 điểm. Này thì Crazy nó vừa có sát thương này, vừa có khống chế và sát thương diện rộng khá là lớn anh em. Đấy thì bù lại thì vị tướng Crazy nó cũng không được cơ động cho lắm bởi vì nó không có chiêu bay nhảy. Nhưng mà cái sự gây choáng của vị tướng Crazy và gây sát thương của Crazy là khá là lớn nha anh em. Rồi, nói về cái chiêu thức của vị tướng Crazy, về cái nội tại của vị tướng Crazy là tung cánh, thì khi tung kỹ năng trúng đích thì tốc chạy của Crazy sẽ được tăng tốc nha anh em. Rồi, về cái chiêu một của vị tướng Crazy là bướm ảo, thì Crazy sẽ tung ra một ảo ảnh bướm bướm và bay bay đi và bay về gây sát thương, phép mỗi lượt đi và mỗi lượt về nha anh em. Có nghĩa là cái chiêu một này nó có thể gây sát thương hai lần anh em ạ. Vừa bay đến thì nó gây sát thương, rồi bay về nó cũng gây sát thương. Nhưng mà anh em để ý rằng á, cái lượng sát thương gây ra khi mà bay về nó lại nhiều hơn cái bay đến anh em ạ. Thì đó là cái chiêu một của vị tướng Crazy. Về chiêu 2 của vị tướng Crazy là bão lá nha anh em. Đấy, thì bão lá thì anh em sẽ dùng cái chiêu này tung vào một cái vị trí chỉ định và làm choáng và tăng cái hất tung những cái địch trúng chiêu trong vòng gây trong vòng 1,5 giây lận anh em ạ. Và gây đến là 260 cộng với 62% công phép trở thành sát thương phép. Thì đó là cái chiêu 2, là cái chiêu gây choáng nha anh em. Rồi về cái chiêu cuối của vị tướng Crazy là mưa sao băng. Thì trong vòng 5 giây thì Crazy sẽ gọi xuống mưa sao băng và công kích những cái địch lân cận gây sát thương phép. Và mỗi thời gian tung chiêu thì Crazy sẽ tăng được 15% tốc chạy cơ bản nha anh em. Khi mà anh em bật chiêu cuối này thì anh em được tăng tốc chạy. Này thì cái chiêu này thì gây sát thương phạm vi rất là rộng nha anh em. Và trong vòng 5 giây. Rồi, đó là cái nói về cái bộ kỹ năng của vị tướng Crazy. Về phần thứ hai về cái trang bị của vị tướng Úi, cái Rafa này thì mình tập biến là mình chơi này luôn nha anh em. Ulti lên, ulti và tập biến lên thì vị tướng Prima không thoát được rồi anh em ạ. Ăn được 4 mạng rồi anh em. Cái pha này thì vị tướng Vera trong đuổi, ui cô quái gì vậy, dính trái tim và ăn ngay bài quỷ của vị tướng Vera là mình ngập mồm anh em, gần chết luôn. Khứa Vera này nguy hiểm quá. Rồi cái bộ trang bị của vị tướng Crazy thì mình có để dưới phần màn hình. Đầu tiên thì anh em chỉ cần lên chiếc giày phù thủy để mà tăng cái lượng xuyên giáp phép cho vị tướng Crazy nha. Rồi khi cái món thứ hai là anh em sẽ lên cái món trường bùng nổ, thì cái này nó tăng cái lượng công phép cho vị tướng Crazy rất là nhiều, cộng với 5% tốc chạy. Và nó có cái nội tại lên là nó tạo nên một cái vùng nổ nhỏ gây sát thương phép xung quanh cái mục tiêu bị trúng chiêu. Đó là cái nội tại của cái trường bùng nổ này nha anh em. Rồi tiếp theo anh em sẽ lên cái món tiếp theo là cái món xuyên giáp phép cho mình. Này thì anh em có thể tùy từ trường hợp anh em lên nha. Nếu như mà tên bạn nó trâu bò thì anh em sẽ lên cái trượng hổ mang, còn nếu tên bạn mà ít trâu bò thì anh em sẽ lên cái xuyên tâm lệnh nha. Đấy, thì cái trượng hổ mang thì nó sẽ cộng tới 40% xuyên giáp phép, là có nghĩa là nó đánh thẳng vào máu của mục tiêu. Rồi còn cái xuyên tâm lệnh thì nó sẽ cộng thêm 150 xuyên giáp phép nha nè. À, thì nó những cái vị tướng máu mỏng thì đa pha này thì mình tiêu diệt được hai mạng rồi nè, vui khá là hay. Pha này thì mình chỉ cần lên mình vác qua hai mạng ngay, rồi mạng kia thì mình đã trợ nó rồi nè, giết 6 mạng chết một mạng nha. Này pha này thì mình sẽ để cho vị tướng đang cần Nacross nó nhường cho mình ăn anh em ạ. Rồi thì nhường thì cảm ơn. Ui, thằng thế cũng được, cũng có đường đấy.
Biết nhường như vậy là tốt. Biết ai mạnh nhất cái bản đồ này chưa? Ui. Thì trong 11 mạng thì mình cũng đã ăn được 6 mạng rồi anh em. Nakaroth này có vẻ mặc cái áo khoác xanh và nhảy múa cũng khá là mượt nha. Đấy, con này thì mình cũng chiêu đóng đầu nha anh em, không được. Rồi, cái món thứ năm á, thì anh em sẽ lên cái vương miện hay kép để mà tăng cái tối đa cái lượng phép của vị tướng Gracie, đó là cộng tới 240 công phép và nó tăng tới 35% công phép. Ê, anh thao hả? Thao hả? Dẫn không nhỉ anh? Đâu pha muốn giết em là được. Đấy, con này mình tập biến mình chơi nó nha anh em, tập biến chơi nó ngay này. Tập biến mình dùng chiêu 2 nhưng mà không kịp với Nakaroth anh em ạ. Nakaroth cũng khá là hay. Đấy, pha này thì mình sẽ đứng quay trở lại mình tung chiêu mình gây trốn nha. Đấy, pha này ui không trúng anh em ạ, không trúng như mình biết nó núp trong đó. À pha này thì công ty lên giết cái vị tướng Ryuma ngay anh em. Đấy, chỉ cần công ty lên là anh em được tăng 15% tốc chạy là ok rồi. Rồi cái món thứ năm là anh em sẽ lên quả cầu băng xương để mà anh em tăng cái lượng công phép mà nó có cái nội tại là phong ấn nha anh em. Rồi cái món cuối cùng là anh em sẽ lên cái sách thánh. Cái sách thánh này thì nó sẽ cộng cho anh em là tới 400 công phép và nó có nội tại là khai sáng. Thì nó sẽ nhận thêm là 1400 máu, cái nội tại duy nhất của vị tướng Crazy có của bên của cái sách thánh nha anh em. Đấy, thì sau khi mà lên full cái biểu đồ này xong là đối với anh em mà có cái lượng máu mỏng á, mình cho một cái bướm đi bướm về là thấy nửa cái máu bốc hơi ngay anh em ạ, tráng máu ngay. Mà những cái thằng máu mỏng mỏng mà anh em chỉ cần vô tung cái chiêu một là bướm đi bướm về một cái là thấy nó yếu người ngay anh em ạ, phê lắm. Thế thì trong cái ván game này thì team mình đang ốp đổ team bọn ở cái một nửa số mạng anh em. Và này thì mình sẽ lao lên và tung chiêu vô hàng này. Ui pha này thì sao lại không có chiêu cuối, trời ơi mình quên mất cày thế nha. Pha đó thì mình quên mất là không có chiêu cuối anh em, nên là mình không di chuyển được nhanh nữa cái pha đó, cuối cùng là mình bị team bạn tiêu diệt. Ui một pha bất cẩn anh em ạ. Pha đó thì mình nhìn không có chiêu cuối luôn, mình cứ tưởng có chiêu cuối chứ mình không nhìn anh em ạ. Này, hồi nãy là mình nhớ lại là pha đó thì mình đã ăn cái con thờ thần Seiya bằng cái chiêu cuối, nên là cái chiêu cuối nó chưa hồi mà mình cứ nghĩ từ nãy giờ mình có giao tranh với ai đâu mà mất chiêu cuối. Cay này mà. Thật lòng là pha đó thì hai hàng khứa mà tiên bạn nó ở trong trụ như vậy, mình có chiêu cuối là mình bay vô mình múc hàng đó bay vào ngay đây mà. Rồi về cái trang bị thì như thế nha anh em. Về cái phù hiệu thì anh em sẽ lên cái tháp quang minh cho mình. Thì tháp quang minh thì nó sẽ tung chiêu gạt đòn định thường đầu tiên mà trúng tiếng địch sẽ tạo thành cái dấu ấn xám xác. Đấy, thì cái này thì sau tóm dài thì nó sẽ hồi nha anh em. Và này thì mình ulti nhưng mà không chết anh em ạ, chỉ hỗ trợ được thôi. Rồi về bản ngọc thì bản ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc công phép và xuyên giáp phép. Ngọc tím thì anh em sẽ gắn ngọc đó là tốc chạy và tốc đánh nha. Đấy. Và ngọc lục có thể anh em sẽ gắn ngọc đó là tốc đánh và xuyên giáp phép cho mình. Nói chung là bản ngọc mà full phép anh em, full phép và xuyên giáp phép thôi. Rồi về cái cách chơi của vị tướng Crazy thì anh em sẽ chơi theo kiểu đó là khi mà tên bạn nó đứng xa thì anh em sẽ cấu máu bằng chiêu 2 nha, chiêu 1 chiêu 1 nha. Nếu mà tên bạn ấp sát thì anh em có thể tung chiêu 2 để mà khống chế tướng địch bằng cách đó là tung chiêu 2 trúng và nó sẽ hất tung. Rồi thì cái đó là cái chiêu 2. Rồi có thể là anh em kết thúc cái mạng của team bạn bằng cách là tung chiêu cuối. Chiêu cuối thì nó sát thương, nó phạm vi nó rất rộng. Và anh em lưu ý là cái rìa của anh em chỉ cần đứng cái rìa của chiêu cuối nó gần tới tướng địch là được rồi nha anh em. Chứ không cần vào sâu trong bên trong đâu, bởi vì vị tướng Gracie là một vị tướng máu rất là mỏng. Cho nên là anh em phải quýnh một cách đó rất là cẩn trọng. Rồi cái combo thứ hai là anh em sẽ dùng chiêu cuối. Ulti xong mà anh em bật cái tốc biến, anh em bay vào và khống chế bằng chiêu 2. Như pha này thì mình sẽ chơi và tiêu diệt được cái mạng của vị tướng Vera. Tuy nhiên là vào hơi sau, rút ra không kịp anh em ạ. Rút ra không kịp thì anh em biết rồi đó. Đi lên bảng đêm số thôi chứ đúng không? Pha này thì team mình cũng đã tiêu diệt khá là nhiều tên bạn. Giết được 3 mạng của tên bạn Vera, thằng Ibanez, thằng Sinel và thằng
Diêu cuối cùng là thằng theo nát cũng chết rồi anh em. Pha này thì team bạn chết hết luôn, ui đổ một cái mạng của mình nhưng mà ăn được tới 5 mạng của team bạn luôn anh em ạ. Có lẽ là ván game có thể là kết thúc tại đây luôn, tại vì mình thấy là con lính khá là lên khá là cao luôn và có zip nữa nè. À, nhưng này mà nó ship lính vô nó giữ lính lại thì chắc chắn là team bạn thua luôn rồi anh em ạ. Rồi chắc chắn là thua luôn rồi. Chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chơi vì thức nào anh em cứ comment với phần bình luận để mình làm cho anh em xem nha.